Không thể tin được. À, cái này thì các bạn sẽ biết tại sao lại bị như vậy. Ok, bây giờ mọi người xem nha mọi người. Chào Hằng Dương. Ở đây thì có rất nhiều món ăn đã chế biến sẵn và mình có thể ngồi tại chỗ ăn được luôn. Bây giờ mình vào xem ăn thử nha. Nói chung là ở đây thủy sản là nhiều nhất. Bên kia cũng nhỏ đâu cũng vậy. 3 hộp 100.000 luôn em ơi. 3 hộp 100.000 luôn. Hấp dẫn quá ta. Giờ mình sẽ chọn món ha. Ở đây thì mình sẽ ốc. Ốc sống thì mình phải ăn rồi. Đây là ốc thiên nhiên luôn con. Ốc này tên gì vậy chị? Cái này ốc gai. Ốc gai hả? Công sú. Dạ. Bạc tuộc. À trời đúng 1kg luôn. Hồi nãy thì mình kêu món này với món này, bạc tuộc. Mỗi người một món ha. Cho tôi đặt thân tôm tít này đấy. Hấp dẫn quá. Nhưng mà đúng là cái mùi hải sản thì nó nồng thiệt. Mà rất là thơm. Wow, cái này nhìn lạ quá. Cái này để ăn trí chứ không phải là để ăn. Nhưng mà ăn xong thì để ăn trí. Hồi xưa mình chỉ ăn tôm tích nhỏ 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 thôi. Nhưng mà con này nó bự thiệt. Đây là những cái món mà hồi nãy chọn và đây là những cái thanh phóng người ta đã làm tôm tít, nhìn nó bự hơn ha, nhưng mà không biết trong đây có nhiều hay không. Mực nó nhỏ lại rồi nhưng mà nhìn nó sắn ngon, tôm thì bự. Nguyên tắc khi mà chúng ta đi ăn chung với nhau thì mình phải chia, và cái nắp bên đây thì mình sẽ chia đôi hết, xong rồi mình sẽ mỗi bàn một món. Ok mọi người ơi, tới công chuyện rồi. Có gai. À đây là ốc gai. Mời cả nhà ăn. Ok. Giờ không quan trọng là tóc đẹp hay không, quan trọng là ăn ngon. Thầy có dài thun nè. Cọc tóc nhiều mà ăn được không? Ok, chào mừng xin mời cả nhà ăn con. Mời ăn đi nha, ăn đi ăn đi. Ok, món đầu tiên là ốc gai. Nhìn rất là đẹp, rất là ạc luôn. Wow, nhìn tươi. Sốt nó nằm trong đây nên mình liếm. Oh. Wow, khác với Sài Gòn thiệt. Nghe xúc xích ăn tại chỗ là độ tươi nhất. Wow, nó mềm, nó thơm, nó có vị đắng cuối cùng. Nhưng mà chịu được. Wow, nên mềm quá. Ok, có vị đắng cuối cùng. Uống này liền. Và bây giờ mực. Wow, mực. Nó dài nha. Nướng chắc ha. Ăn thì cái mùi than nướng đó, nó đã nhín trong cái miếng mực. Ăn thì ngon, đó là cái cộng điểm. Thứ hai là không hề có mùi tanh mà nó mềm ngon nữa. Nhiều khi mình ăn mực á, nhiều khi nó quá mềm mà kiểu tới mức độ mà trời, cái này có chín không trời. Nhưng mà cái này thì cái độ nhai độ, nó rất là vừa. Và khi ăn thì mình cảm được là à cái này nó chín rồi. Vì này nó khác hoàn toàn với ở Sài Gòn. Ok, giờ mình sẽ chuyển qua ốc này. Không biết làm sao, giờ cứ ăn thôi. Wow, tưởng là nó nhỏ xíu nhưng mà nó bự như cái vỏ. Chắc là ăn vậy là rất là lạc. Nó ăn cái cảm giác bơi. Wow, vừa ăn rất vừa bơi. Wow, cảm nhận được sự sống của nó đúng không? Nếu như mình nướng tại dưới biển thôi thì mình mắm. Wow, ở đây có vị riêng ngon nè. Mà tôi thấy nó là tươi hơn. Wow, cảm ơn Y Nhi. Còn như nhiều nhất là cái đầu tôm, nên là mình không bỏ, mình ăn luôn. Căng như này, có nghĩa là nó rất là tươi. Thì nó chắc rất là tươi. Các bạn đã được ăn bánh tôm, bánh mà làm bằng tôm á, thì ăn cái đó nhiều rồi thì mình cái biết cái vị tôm rõ ràng. Mà không biết sao mà ăn món này thì cái vị tôm nó không có quá nổi. Không biết sao á, nó chút chút thôi. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử tôm tít. Lần đầu tiên ăn tôm tít bự như vậy. So với cái món khác thì nó hơi khó. Tại vì nó ở đâu cũng có gai, nhưng mà người ta đã cắt nửa bên sẵn rồi. Thực sự mình không biết mọi cách nào đúng nhất, nhưng mà làm lại nha. Wow, có não có thịt. Thường là cái body, cái phần thì nó sẽ to hơn, nhưng mà thịt đuôi này to nhất. Mình cũng lâu lắm rồi mới ăn tôm tít lại. Mà ăn vậy thì nó rất là ngon. Tươi, hải sản ở đây đều nó ngọt hết. Nhưng mà ở đây nó chắc là ngọt tự nhiên ha. Món này là món phổ biến nhất, thông thường nhất.
Wow, miếng ăn nó bự quá ta. Đó là cái mùi này là mình hay ăn ở Phan Thiết nè. Rất nổi tiếng ở Phan Thiết. Tự nhiên này rất là juicy. Đáng cái là trong đó nước nó chảy rải ra ngoài. Cái nước đó nó còn wow, ngon quá. Ok, buổi sáng mọi người, mình đã tới khu bảo tồn cá sấu bánh hoàng dã. Nhưng mà ở đây cá sấu là không quan trọng, mà là mấy con khỉ này nè mới là quan trọng. Ôi cái cặp ý nhi là rất là dễ bị kéo nè. Phải bảo vệ ý nhi. Wow, bên kia nếu mấy cái gì tôi thấy con khỉ nè. Tôi thấy là vui xe biết mấy đập xiết trong phim hoạt hình đâu, xiết khỉ mấy khỉ bay đó không bắn này. Anh coi chừng mất cái con khỉ. Con khỉ ở đây tới rồi. Wow, con khỉ trước mặt mình luôn. Rất buồn. Mà nó uống không vậy? Nó uống luôn. Cho uống luôn. Red Bull luôn. Giống nhang hộ. Đi ra giật hạt. Wow, lần đầu tiên thấy con khỉ chơi đồ. Hết giật hạt. Wow. Cảm ơn anh nha. Luôn là cảm ơn anh nha. Đó là cái phía sau. Nó liếm. Di chuyển mọi người ơi, di chuyển. Thấy nó thở không? Chỉ cần nhìn cái là mình cảm nhận được cái sự sức mạnh của con khỉ rồi. Nhiều là nó nhỏ con nhưng mà nó có sức mạnh ghê thiệt. Ok, nãy giờ mình đi vào sâu và mình tới tầm 1/5 của cái đường ở đây thì mình quay lại để mà về sau còn đúng giờ. Và bây giờ hồi nãy mình trên đường về thì có con khỉ giật cái túi và kiểu tấn công ngay trên tay của anh con. Con thấy là đồ đỏ không? Wow. Nói chung là mình đeo túi trái phải thì nó để kích nó để mà lấy đồ và tấn công xíu nữa. Mà mình thì để phía sau nên là nó không có. Đảm bảo an toàn. Các bạn gọi là cưng cưng. Ồ, tới rồi, thôi về. Các bạn nghĩ đã kết thúc video. Bất ngờ đến vào phút cuối nha. Vô lỡ đấy, kẹo chạy luôn. Ôi, vô lỡ đấy, kẹo chạy luôn. Cái kem 20 nghìn đúng không?